chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tầm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. 12 con giáp anh đây cầm tinh quý mùi, cầm tay em đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp người hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con, muốn cho vùng trọn nhờ em môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Cô ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ anh biết ngay, chẳng ai xa lạ, chính là em đây. Tài năng tin đoán như ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu đăm đăm cưới cưới đăm thêm người. Đầu năm hoa lá xuân sao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Thế gặp chồng hiền đức dễ thương, thế ngày buồn số lắm con, muốn cho vùng tròn nhà anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tiền duyên đưa tới em ơi, thiên đình sẵn rồi. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu đăm đăm cưới cưới đâm thêm người. Quen em mùi gái anh. Bói à? Cũng bói. Ở đâu đến đây? Lăng ông. Bà Chiếu. Thế chả lẽ bây giờ coi nhau à? Đành phải thế thôi. Ôi giời. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ ai tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tầm đầu ngỏ lời làm nên dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp người hiền con không. Dù cả hay trai chỉ là đủ. Thế thích con tuổi con gì? Tuổi con run. Là con chùn đấy hả? Ngốc thế. 12 con giáp làm gì có con nào là con chùn. Thế tuổi con mùi. Mùi bố mùi mẹ mùi đẻ ra con mùi luôn hả? Đành phải thế thôi. Thế được.